Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh ha, để có thể là xem được những video về cà pháo nha anh chị. Thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị về cách khắc phục khi mà mình ươm cà pháo mà nó bị dày nha anh chị ha. Phòng khi mà nó bị thú nhũng anh chị, tại vì khi mà mình ươm dày quá mà mình không nhổ để mình trồng kịp anh chị là nó sẽ bị thú nhũng nha anh chị ha. Ở đây thì em đang có một cái vườn ươm nó cũng bị dày nè. Cái này là vườn ươm nó cũng lâu rồi, em lấy video cũ là em lồng tiếng là em chia sẻ cho mọi người. Thì khi mà cái cà pháo của mình nó dày nha anh chị thì thường á thì sẽ có hai cách. Một á, là mình sẽ nhổ để mình trồng ha, có nghĩa là mình sẽ lựa đi những cái cây nào bự nhất á, mình bứng ra mình trồng trước. Nhưng mà trong cái trường hợp á, mà mình không có thời gian để mình trồng anh chị thì bắt buộc thì mình phải sử dụng thuốc thôi. Thì ở đây thì anh chị có thể là sử dụng hai loại thuốc ha. Một á, là anh chị có thể sử dụng thằng Anvin để anh chị xịt cho nó ha, là nó sẽ phòng cái thú nhũng. Và hai nữa là anh chị có thể sử dụng là thằng Alex của công ty Bayer để anh chị xịt cho nó ha, thì cái khả năng là thú nhũng của nó là nó sẽ không có nha anh chị ha. Nói chung là vậy. Còn cái giá thể mà để mà ươm cái cà pháo này anh chị thì trước đó thì em cũng có chia sẻ cho anh chị rồi, là ở đây em ươm bằng cái sơ dừa nha anh chị ha. Mà anh chị cũng có thể là sử dụng cái tro đen để anh chị ươm cũng vẫn được nữa. Nhưng mà cái điều lưu ý á, là khi mà mình ươm cái hạt giống anh chị thì anh chị là nên cho cái hạt giống nó nằm ở dưới đất ha, đừng có để ở trên mặt nha. Nếu mà để ở trên mặt á thì nó sẽ lâu nảy mầm lắm, nói chung là vậy. Và anh chị cũng có thể là lấy một cái tàu dừa như em này nè đó, thì mình che nó lại nha anh chị ha. Thì ở đây em không có làm cái lưới nữa, lúc trước có mấy mô hình mà em ươm bằng lưới á thì em có làm, nhưng mà cái này thì không có lưới anh chị ha, cứ lấy đỡ cái tàu dừa cái mình che nó lại thôi, trời nắng quá thì mình che nó lại thôi, đơn giản vậy thôi nha anh chị ha. Thì anh chị có thể là mua hai loại thuốc, một là thằng Anvin hoặc là thằng Alex để anh chị xịt phòng cho nó. Còn cái này nhổ ra mình cứ nhổ ra nha anh chị ha. Thường thì mình ươm cái này khoảng đâu là tầm 30 ngày là mình có thể là mình bứng ra mình trồng rồi nha anh chị. Đó, lửa cây nào nó bự cái mình nhổ cái mình trồng trước nó thôi. Về khoảng cách thì em cũng có đã làm video sẵn rồi, video ngày hôm qua luôn á, video trước cái video này là cái khoảng cách là khoảng đâu là từ 5 tấc cho một gốc nha anh chị ha, ăn cho nó lâu. Tại vì cái này thu hoạch là khoảng đâu là từ một năm trở lên nha anh chị, còn mình trồng nó gần quá thì nó hay bệnh á, thành ra là mình sẽ không có ăn được lâu. Thì đó là em chia sẻ cho anh chị như vậy. Về cái hạt giống á, thì anh chị cũng có thể là liên hệ em ha, thì em có cung cấp hạt giống cà pháo anh chị, thì có để cái Zalo hoặc là anh chị có thể là liên hệ cái Facebook của em. Cái Facebook của em là Quỳnh Thủy Tinh ha, Quỳnh Thủy Tinh, là anh chị liên hệ một phát một là gặp em. Còn nhiều lúc á, thì anh chị nhắn tin ở bên Zalo thì sẽ gặp người thân của em nha anh chị. Chị những lúc người thân em cầm Zalo để bán hạt giống phụ á thì vậy nha. Thì thông thường thì bên em là bán là 100g là anh chị có thể là trồng được là cho 1000 m² nha anh chị ha. Năng suất là nó từ là 150kg cho đến 200kg trên một tuần. Một tháng là mình sẽ thu hoạch được 4 lần nha anh chị ha. Hầu như là trong video nào em cũng chia sẻ cho anh chị vậy. Tại vì em muốn anh chị biết được cái năng suất khi mà mình trồng cà pháo này nó rất là ngon. Ngon hơn lúa rất là nhiều nha anh chị ha. Lúa ví dụ như mình trồng đi, vụ nhất vụ hai là mình không có lời nhiều, tới cái vụ ba cái mình có ăn, cái lái nó ép giá, nó là vậy nha anh chị ha. Và đặc biệt cây cà pháo này thì mình có thể mình trồng xen canh nha anh chị. Ở đây em đang trồng xen canh với cây chanh nè, rồi xen canh với bưởi nữa. Và nói chung là em có nhiều mô hình lắm. Ở đây em có một cái vườn ươm trước đó nữa nè, đó, em cũng đã nhổ em bứng em trồng ráo rồi đó. Nói chung là em cũng ươm nó liên tục anh chị đó, trồng xen canh hết. Cái này là cái lón trước nha anh chị ha. Đó thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị một số điều như vậy thôi. Thì anh chị nào thấy hay thì hãy bấm nút đăng ký kênh và cũng như là chia sẻ video nha. Rồi em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp của em.